Xin chào các bạn, mùa trung thu đến rồi, một tín đồ bánh trung thu như mình lại tiếp tục tìm kiếm những kiểu bánh mới lạ, độc đáo làm quà tặng cho những người mình yêu quý thôi. Các bạn thấy thiết kế hộp bánh có đẹp không? Các hãng bánh không chỉ cạnh tranh nhau về chất lượng bánh mà thiết kế hộp cũng rất ấn tượng và tinh tế, khi biếu tặng cũng thấy thật trân trọng. Hòa theo trào lưu nhân kim sa, mình đã tìm mua được bánh trung thu nhân kim sa. Chúng ta cùng nhau khám phá sản phẩm nhé! Nhân kim sa là kết hợp giữa trứng muối, sữa, chất béo rất cầu kỳ để tạo cấu trúc chảy ấn tượng. Thành phần nhân rất dễ hư hỏng trong thời gian ngắn. Với cách thức đóng gói, hộp kín, bao bì kín, các hãng còn dùng thêm gói hút oxy sunrise để bảo quản nè. Đây là hình thức bảo quản sạch, an toàn cho thành phẩm, đồng thời tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Vì khi đó chúng ta đã giảm được chất bảo quản dùng trực tiếp trong bánh đó mọi người. Bánh trung thu kim sa rất dễ bị oxy hóa, dễ hỏng, sinh nấm mốc trước khi cả hết hạn sử dụng. Việc có mặt của gói hút oxy sunrise sẽ ngăn ngừa hiện tượng oxy hóa, giảm hiện tượng nấm mốc và kéo dài thời hạn sử dụng. Bánh của chúng ta sẽ giữ được nguyên vẹn màu sắc, hương vị tươi ngon. Đây là phương pháp bảo quản sạch được nhiều nước trên thế giới áp dụng khi đóng gói thực phẩm. Vậy thì mình yên tâm để thưởng thức chất lượng bánh rồi nhé. Ồ, các bạn có thấy không, màu sắc bánh vàng sáng rất bắt mắt như bánh mới ra lò. Còn cấu trúc chảy thì sao? Mọi người cùng thử với mình nhé. Chúc một mùa trung thu vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.